ăn à hòm bên đây pin ơi hầu à ẩu ta tiến ha ba là có nếu ba mình đi quay khẩn na phim Facebook ba pin ông đấy này đây là hỏi tắt ta tiến là toàn năm là pin ông ơi ý đây chào là con tay chính cúng rồi. Xin chào các bạn, mình là nuôi mật ong. Bây giờ mình cắt được 2-3 lần rồi nhưng mà cái lần này là không được mới. Không được mới, được ít thôi. Mật ong mình nuôi tự nhiên. Mật ong mình nuôi tự nhiên. Mình nuôi ở rừng, cảnh mình rừng. Mình nhà ở trên rừng Lai Châu, Than Uyên. Bản Lan. Tên mình là Thông ạ. Xin chào các bạn nhé. Bây giờ là mình sẽ cắt bỏ bất cái này, ví dụ là cái này 66 là mình phải cắt bỏ bớt nó ra phần hoa, phấn hoa mình bớt ra rồi phần con nó sẽ bỏ phần ra. Con nó sẽ thả đây này, mình sẽ bớt ra hết cái này để ra riêng mình ngâm rượu hay là mình ăn cũng được. Bây giờ là mình lấy cái đều tốt đẹp như thế này nó lại cho anh em. Đây toàn mật ong ngon. Cái của mình cầm ấy toàn là nước. Hiếng bên, hiếng chạm cành xí cành. Này. Quay ta bố nó nghe. Lại qua sẽ sống hắn qua khả năng dồn nó má xì má nó qua lại sẽ sống hắn qua nhưng nó cứ nghĩ để rồi cái này không hết được đâu này qua dồn. Ăn y nữa sao ăn lý vẫn lý cả hai chỗ chỗ dồn mất phần ăn hai ăn phấn hóa vẫn là ở sao tên thì đấy thế ăn thả thôi ăn lý nữa đây nè. Thì các bạn nha, thì đốt rồi à? Đốt rồi. Bây giờ mà để vắt được mật ong ấy thì phải làm rất là nhiều công đoạn vất vả đây này. Thì ong thợ thì cũng bao vào rất là nhiều, nếu làm không cẩn thận một là sẽ bị ong đốt. Thứ hai, nếu mà không nhặt ra những con ong chết hoặc là những cái phấn hoa hoặc là những con nhộng ra thì mật ong sẽ dễ bị chua, dễ bị hỏng nhá các bạn nhá. Bây giờ mình xẻo ra. Rắn mà càng hơn rồi. Rắn mà càng quá. Càng sao bọn ứng cấn là nâng còi áo y bày tang này. Đuôi xong bằng xe mấy. Bướm này hay quá. Bướm rồi ạ. Nhá, xin chào các bạn nhé. Mình chọn lọc là cái mật ong. Là mình lấy phấn hoa nó ra. Bây giờ là mình chọn lọc cái nào ngon ngon. Cái nào có nước nhiều. Mình để bắt lại để nhường cho anh em nhá. Yeah. Đây các bạn ơi, để mình phải đâu trông nó thường xuyên để không người ta ăn trộm mất thế này. Người ta ăn trộm mất, mình ở rừng mật ong rừng tự nhiên, mình được gọi là kiểu ong soi. Mình đến tháng 9 tháng 10 mình phải đi bắt ong soi. Đây các bạn ơi, mình nhặt từng miếng mềm, mình chọn đọc. Ôi dồi ôi, miếng này có nước nhiều quá đây, sướng quá. Miếng này ngon đấy, vàng ươm. Vàng ươm, đây. Sướng quá. Đây. Mình là chuyên môn nuôi ong. Nhưng nuôi này nuôi kiểu tự nhiên các bạn nha. Chỉ anh chỉ thả trên rừng thôi. Thả trên rừng mấy tháng lại đi thăm rồi lấy về thôi. Sao mặc áo ỏi sao? Hả? Cắt mất đi. Bây giờ là chúng mình ở trong một cái màn nhá, ở ngoài thì nó nhiều quá. Con ong thợ bao nhiều quá nên là phải vào trong màn để lọc cái này. Đây. Miếng nhất to. Nhất có nước nhiều, bàng ươm. Chết không mất đi ở đây tại cái này. Ồ ăn đi.
ăn à hòm pen đấy pin ông ơi hâu à ông ta tiến ha ba là có nếu ba mình đi quay khẩn na phim Facebook ba pin ông đấy này đây là hỏi tắt ta tiến là toàn năm là pin ông ơi như đây cháu nó cuốn tay chính cúng rồi cháu đổ tay rú mương thàn lại cháu hai cháu chọn ăn hai ốp ấy xia ăn đi là cháu âu phản bay hở pin ông pin ông ơi ăn phấn hoàn sẽ sủng mấy mình sẽ ăn luôn đắng sủng rồi đấy đây là những phần mà lọc bỏ ra nhá. Đây là những phần mà sẽ vắt đấy mật ong. Lấy mật của nó. Còn cái nào không lấy thì bỏ ra ngoài luôn. Thế này lên nòng lên nhấc máy cả. Trộm ngoài kia. Đây miếng to các bạn ơi. Úi dù tuột nước sướng lắm. Đúng là mùa ong rồi. Đây nhiều lắm, nhiều mượt lắm. Nhưng mà đến tháng 2, tháng 3 này là nước nó loãng một tí các bạn ơi. Mật ong rừng nó khác hẳn ngay. Thơm lắm. Thơm ngon bổ rẻ. Thơm lắm, úi dồi ôi. Nó bị nồng tê nên tính cả lại cố nữa. Thì hâu lọc có mết ạ. Thì đó mắn mà khẳng lẩu mắn. Lẩu mắn hay bà là ẩu khẩu mưa đó mắn bất bình đi nè. Mắn là sồm. Là kiểu chua ấy. Mình phải lọc bỏ ra. Lọc cái phấn hoa ra nếu mình bắt vào thì nó chua. Nó không ngon mấy. Nó hỏng mật ong. Ừ. Là nó hỏng mật ong. Mới là kiểu sồm cháu óp xía đi nè. Cái nào ơi. Tay ấy kiểu ấy đâu vào tay rồi nữa. Chúng mình đang ở trong một vòng bảo vệ khá là an toàn. Trời do còn lý na xin mới đang ăn đây. Mình coi cam nè. Mình bắt ăn nằm non. Pin nữa hả anh? Pin á? Đấy đi. Nằm hoa đèn. Cam nằm non. Hả? Cam nằm non. Đó, bác xin đông nằm hả đâu nè. Bọn mình nằm ở cờ khía xin. Chết này. Nó có nơi này nè. Hay nổi hình. Mình mua đâu. Hết mùa rồi. Không phải đang mùa chứ. Đang mùa nhưng mùa rộ này không ngon. Anh nhìn miếng mật ong ngon chưa? Miếng nó rất là ngon. Ăn cái. Cái giờ hết hụt cách mật ong ọc phấn hóa nó nọ. Ừ. Mới hai ca gắm nhờ, tặng mới đi. Ê, báo hết pin là sao? Xin chè vụ ở bộ anh, ở tài xa nọ thì phải nên tắt lắm. Không bảo hiểm lắm. Tay thế nọ thiệt sạch nói như thế nào cậu cháu cả hai ông suối tìm suối mưa sẽ sạch sẽ được rồi
tập phải 50 các bạn. Chỉ đi cũng nữa. Quen chắc kỳ lại phút là phải vẫn là phải cắt đầu loàn đờ chăn chăn hay hay sao đấy. Thuận vợ thuận trường tát biển đông cũng cạn. Lấy mật ong thật là khó khăn và vất vả. Mắn mắc khó mà đây mà mắn bệt áng mày nói hiền nó hay nè mắn kra mắn xin rong tặng nó anh xin luôn mình sẽ lọc lại phần còn ngon mình bắt cho người nhá. MNH Sheen DNG Video TIY CM NCC Zoom HT Video.